Xin chào mọi người. Chào mọi người đến với kênh Vợ chồng Phúc Ly Cuộc Sống Miền Trung. Hôm nay mình sẽ đi bắt ốc lát đá về cho con trai mình ăn. Đây là mọi người, ốc này mọi người. Wow, à, ốc ngon lắm mọi người. Con này là ốc lát nè mọi người. Ốc lát với ốc đá mọi người nha. Mình sẽ bắt những con to to thôi, còn mấy con nhỏ mình để lại để cho nó lớn. Cái này là nó bu trên đá thôi đó mọi người. Nè, thấy mọi người thấy không? Đó, nó bu nè. Rảnh cái thời gian không làm là mình sẽ đi bắt ốc, bắt đồ về ăn. Mà mang cái này tự nhiên mọi người nha. Cái này rồi xong tự nhiên nha. Cũng bắt thì mình ngâm. Không kể giờ bây giờ buổi sáng mình bắt là buổi chiều là mình ngâm là. Chỉ có muốn muốn ăn à. Đây, một lát này. Wow. Là ốc lát nó hay bu nha mọi người. Đây nè, quá. Đây nó mọi người nè. Đây mọi người, có ốc dừa nè. Ốc dừa mọi người ha. À, ốc dừa mà hay ăn ở Sài Gòn nè. Mua Sài Gòn ở dưới chợ Bến Thành đó. À, ốc dừa. Có nhưng mà ít lắm mọi người, nó không có nhiều như trong đâu. Lớn rồi mọi người. Wow, con ốc bá luôn. Thấy nè. Chưa. Nó nằm ở trong mấy cái cả nó mọi người. Mà nước lớn rồi nè, nước lớn nó mới lên nha.
nó cạn, nó nằm trong cả đá là mình bắt không bao giờ được luôn. Nó lùi xuống dưới đất nữa, nó lùi xuống dưới cát nữa, cực kỳ khó nhìn luôn á. Mình phải nhìn kỹ vào mình mới bắt nó được nha, cứ thấy nha. Bây giờ nó nằm ở dưới cái gốc cây này nha mọi người. Wow, ấy nè, con khe nè. Thấy nó núp vậy không? Nó núp vậy đó, mình phải lật cái gốc cây lên mình mới thấy nó nằm ở trong đó được. Gốc nó còn lớn thôi mọi người, còn nhỏ nhỏ để lại để cho nó lớn lên. Lớn lên vậy để làm sao mình bắt tiếp. Đây. Đừng bắt nữa được rồi. Trường này đủ buổi lễ rồi mọi người. Đủ ăn thôi mọi người, không có dư phí. Mấy ốc lấy. Ốc này được á, không nhỏ mà cũng không có có vừa vừa, ốc này là vừa vừa đó. Ngon hè. Vừa vừa là mình xào mọi người thấy rất là ngon. Giờ mình đi về nha mọi người. Phía sau nhà mình nha mọi người. Đây là mùi xả đó. Mấy mùi xả mình trồng mình không ít ăn nữa. Còn mình để này, cần cái gì mình ra mình bứt. Xả thơm lắm mọi người. Xả mình tự trồng nó thơm lắm. Và làm chế biến món ốc xào xả ức. Tại vì mình bỏ công ra mình đi bắt quá nhiều, mới có để ăn được chứ. Người ta bán ít lắm, tại vì người ta bắt gì ăn không à. Mình nổ cả chuyện này thôi mọi người nha. Chuyện này là đủ rồi. Tại vì ốc, số lượng ốc nó cũng hơi ít. Giờ bây giờ mình sẽ tỉa cắt và mình chế biến món nha. Mời mọi người theo chân mình nha. Xếp xả làm món ốc là mình phải xếp cho to, xếp cho mình. Nó sâu nó bắt đầu mình đổ ra. Đổ ra bắt đầu mình phi hành. Phi xí dầu. Và phi xí dầu xong cho đầu mình chế biến món ốc xào xả liền. Nhà ốc chín rồi, giờ mình rút ra. Rác rồi. Giờ bây giờ mình xào ốc nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ cho dầu vào. Yeah.
con. Mẹ lấy ốc không con? Ốc mẹ ba làm ốc cho mẹ bún qua con bác mẹ. Vàng mà nó mọi người. Đây nhà bé Mai nè đây. Rồi em Mai xuống coi. Lấy bụng để em mặc. Ngon luôn. Để bây giờ chào mọi người. Mọi người thích và like và share cho hai vợ chồng mình nha. Bây giờ mình cũng lớn. Tạm biệt mọi người luôn nha. Hẹn video lần sau nha mọi người. Tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh của hai chồng mình nha. Tạm biệt. Tạm biệt mọi người. Để mọi người đi đâu?